China first granular water soluble fertilizer. Coccolate is exported to 46 countries. Today, we are in a very beautiful city. It's Dalat City. And the weather is very comfortable today. Yeah. Yes, we are in Vietnam. Coccolate have been in Vietnam for 7 years. And this farmer also used the coccolate for 6 years now for his cabbage farm. So today we would like to visit his cabbage farm. Now the cabbage is almost harvested. After how many days? 1 week. After 1 week? After 1 week we'll have it. After 1 week the cabbage will be harvested. This far, let's check the results for coccolate and ask the farmer how many kg did he use for coccolate, and after use coccolate was a different than before. Yes. Cái hiệu quả của cái phân coccolate này thì nó khác hoàn toàn những phân khác. Chắc chắn điều đó. Nếu mà người nào đã xài tới thì bảo đảm là nó. Tại vì nói ở đây đó, nhiều người ít biết cái thứ này lắm, ít biết cái phân này lắm. Nên mình làm ở đây chứ. Là mọi người với dân những người làm ở đây này người ta hỏi thì mình cũng vẫn chỉ nhưng mà quan trọng là thì vì nó khổ ở cái là nhiều khi những người làm người ta đầu tư hoặc là người ta mua ở những đại lý khác nó không có thứ này là không có nhiều người vẫn còn nhờ tới mình là có thể là ở đây xuống tới Lạc Lâm thì em biết rồi thì cách xa gồm cả gần chục cây thì có như là gọi là thân lắm là mình đứng ra mình mua giùm cho họ mình chuyển xuống cho họ thì họ chỉ mình chỉ có việc là đưa tiền cho mình đưa về đại lý cho cô giao vậy thôi. Khi mà nó lớn á thì mình có thể mình tăng liều lượng không sao á, cái phân này có nhiều tăng nó không có cái tác dụng phụ như cái thằng hóa học. Thằng hóa học mới là thằng sợ tất cả những cái phân khác nếu mình xài tăng mà không đúng của nó là nó sẽ hại cây đó, nó cháy lá hoặc là bộ rễ hư đó. Nhưng mà xài cái thằng này là mình yên chí, mình chẳng phải suy nghĩ gì. Nói về những cái cấu tạo của nó là nói chung về cái tạo rễ của nó là phải nói là rất tốt. Nó có cái độ xốp đất luôn. Let's check the result because now after 1 week, the cabbage will be harvested. We will go to the market. So let's check after use coccolate every week. He use coccolate and until to harvest, you can see the result. Yes, you can see the cabbage is too big. Coccolate.